Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Bee Family. Hôm nay bố con Bee sẽ giới thiệu với mọi người một công thức mà có thể làm ra cả một hộp bánh với những vị khác nhau. Công thức này làm ra bánh giòn, xốp, thơm vị bơ và mứt quả, rất hợp để dùng cho các bữa tiệc, trà chiều hay ăn vặt. Và đặc biệt, hôm nay mình cũng giới thiệu một phiên bản bánh quy tạo hình bánh chưng và hoa đào dành riêng cho ngày Tết Nguyên Đán sắp tới. Mọi người cùng theo dõi trong video nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại với channel của Bee Family. Cái gì đấy? Hôm nay chúng ta sẽ cùng làm một món bánh vô cùng đơn giản mà các bạn nhỏ rất thích. Đấy là bánh quy. Công thức của chúng ta sẽ vô cùng đơn giản nhưng có thể biến tấu thành nhiều loại bánh khác nhau. Chúng ta cùng bắt đầu làm luôn nhé. Đầu tiên mời mọi người tham khảo phần nguyên liệu cho món bánh quy bơ này. Đây là bơ lạc và mình đã để ở nhiệt độ phòng khoảng 30 phút đến 1 tiếng để cho nó mềm ra. Và bây giờ mình sẽ miết. Sau đó mình cho đường bột vào và trộn đến khi đường với bơ hòa lẫn vào với nhau. Trộn một lúc thì chúng ta có thể thấy bơ đã mịn như thế này. Tiếp đến thì mình sẽ cho lòng trắng trứng vào. Tiếp theo mình sẽ đánh đều lên. Cho thêm một chút muối và vani. Chúng ta sẽ rây bột mì vào nhé. Đây con gõ, cho con gõ. Trời mưa à? Mưa siêu to khủng lồ. Tuyết rơi sắp thành núi tuyết rồi. Mục đích của việc rây bột như thế này là để cho bột mịn và nó sẽ không bị vón khi mà làm bánh. Giờ thì mình sẽ tiếp tục trộn để cho hỗn hợp bơ và bột hòa lẫn vào với nhau. Chúng ta chỉ cần trộn cho bột mịn như thế này thôi, tránh trộn nhiều quá sẽ khiến cho bột bị chai. Giờ thì mình sẽ cho bột vào một chiếc túi bát kem. Chúng ta nhớ ép chặt phần bột và loại bỏ càng nhiều bọt khí ở bên trong túi bát kem càng tốt. Bởi vì nếu mà còn nhiều khí ở trong túi quá thì tí mình bắt sẽ bị rỗ. Sau đó mình dùng chiếc túi bát kem thứ hai để lắp đuôi vào. Thì tí nữa mình thay đuôi, mình chỉ cần thay cái túi thứ hai này thôi. Để bơm bánh được đều nhau thì mình sẽ tạo các hình tròn trên giấy nến để nướng bánh trước. Mình dùng một cái khuôn nhấn hình tròn như thế này. Đây mà là hình tròn á, trời ơi đây là quả trứng à. Đây con phải vẽ như này này, đây là con phải vẽ cho cái này nó sát vào nhau. Đấy, thấy chưa? Thế nó mới tròn được chứ. Được luôn. Sau khi vẽ xong thì mình cần lật lại. Giờ mình sẽ dùng ngón tay để mình ấn xuống nhé. Ngón tay của mình hơi to nên mình sẽ dùng ngón út. Trước khi cho bánh vào nướng thì chúng ta có thể để bánh trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 30 phút để bánh giữ form tốt hơn. Làm nóng nồi nhiệt độ 180 độ trong 10 phút. Bánh này mình có hai cách nướng. Đối với các tạo hình mà bột khá nhiều hoặc cần vàng mặt bánh thì mình sẽ nướng lần 1 ở nhiệt độ 180 độ trong 5 phút để định hình form bánh. Sau đó giảm xuống 160 độ trong khoảng 7 phút trong lần nướng thứ hai để cho bánh được khô và giòn. Với các nồi chiên không dầu mà nhiệt không được đều thì mình có thể lật mặt dưới lên trong vòng 2 phút cuối để cho bánh chín đều hơn. Đối với bánh màu hồng thì mình trộn thêm 10g bột dâu tây cho tỷ lệ nguyên liệu của 100g bơ. Nếu muốn màu lên đẹp hơn mình có thể sử dụng thêm màu thực phẩm hồng dâu. Đối với các tạo hình cần giữ màu thì không nên nướng ở nhiệt độ cao quá, sẽ làm bánh bị vàng và không chuẩn màu. Nên lần 1 thì mình nướng ở nhiệt độ 150 độ trong 5 phút, sau đó thì nướng tiếp ở nhiệt độ 110 độ trong vòng 10 đến 15 phút. Đối với vị cacao thì mình sẽ thêm 10g bột cacao cho tỷ lệ nguyên liệu của 100g bơ. Đặt sô cô la lên trên bánh. Khi bánh vừa nướng xong và đang còn nóng thì sô cô la sẽ dính chặt được vào bánh hơn. Với vị trà xanh thì mình cho 6g bột trà xanh cho tỷ lệ nguyên liệu 100g bơ. Vì mình thấy nếu cho nhiều bột trà xanh quá thì màu bánh sẽ không đẹp và đôi khi sẽ có vị chát. Nếu muốn màu bánh đẹp thì chúng ta có thể sử dụng thêm màu thực phẩm. Vị bánh tiếp theo đấy là bánh hạnh nhân.
thì mình trộn thêm 20g bột hạnh nhân cho tỷ lệ nguyên liệu với 100g bơ. Bánh này thì mình sử dụng khuôn nhấn nên mình sẽ trải bột ra dày nến. Gấp các đầu lại như thế này và cán phẳng phần bột ra. Sau đó mình để phần bột này trong ngăn mát tủ lạnh trong khoảng 1 tiếng để nó đông hơn, sau đó ấn khuôn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Làm tương tự đối với tạo hình bánh chưng, nhưng mình sẽ thay bằng khuôn hình vuông và trang trí thêm một chút phần bột màu vàng ở bên trên. Như mình có nói vừa nãy, thì đối với các loại bánh có màu này, chúng ta nhớ nướng ở nhiệt độ thấp để giữ màu. Bánh quy tự làm vừa ngon vừa mang nhiều ý nghĩa, để ăn hoặc để tặng bạn bè và người thân sẽ rất phù hợp. Bánh nhỏ lại không có sô cô la. Chắc là quên không cho vào rồi.